thôi rồi, mây đen đã phủ trùm bốn phía. Chắc con Nga đi học chẳng kịp về, mới hồi hôm nó ớn lạnh muôn đau. Nếu mắc mưa nữa thì làm sao khỏi bình. Trời ơi, mưa đã rơi tầm tã, có lẽ giờ này con Nga nó đã ra trường. Bị mắc mưa ướt át ở dọc đường, và nó phải về liền phụ việc gia đình lo giữ mấy đứa em thơ. Ôi thương con trẻ sớm dãi dầu cùng mưa nắng vì gia cảnh nghèo nàn. Tôi không thể mua cho con một chiếc áo mưa và nghỉ mua cho nó một cái dành nón lá. Nhớ hôm qua nó xin tôi năm chắc bạc để ăn cơm dẹp đầu mùa. Tôi đứng nhìn con rồi nuốt lệ la rầy, vì phải để dành đồng bạc cho hai đứa em nó thức dậy đặng mà ăn xôi. Ôi nhìn con ôm cặp ra đi, gương mặt nó buồn hiu, làm cho tôi tuôn trào nước mắt. Nhìn theo con đi mà ruột thắt lòng đau. Dạ thưa ba, con đi học mới về. Kìa, con mới về đó con. Dạ. Ủa, sao ba khóc vậy ba? Ba hãy nói đi, để cho con bớt lo sợ, để con chia sớt với ba. Nói đi ba, hay con có làm lỗi điều chi thì xin ba cứ rầy la đánh mắng. Chứ ba đừng có buồn rầu rồi sanh ra bệnh hoạn ốm đau. Ba ơi xin ba hãy thương con mà đừng buồn đừng khổ, vì mỗi khi thấy ba vui thì con cũng vui lây, khi thấy ba buồn đau thì con đây cũng đau buồn. Kìa Nga, con run quá sao không lấy áo mặc vào cho đỡ lạnh. Ba, vì trời mưa luôn hai bữa nên áo của con còn y ỉ chưa được khô, để con đốt lửa hôi rồi sẽ bận. Trời ơi, tuổi thơ sông dương nhiều lắng đắng, khi mưa giông mà không có áo mặc lạnh lùng. Không bơi dầu con có lạnh gì thiếu áo, nhưng con vẫn thấy ấm lòng vì được nương náu với cha hiền. Con dám đâu quan trách giận phiền, dầu cho đời con vất vả hơn con cũng cam lòng nhận lấy. Ấy chẳng qua số kiếp đã định rồi, xin ba.